Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin trưa ngày hôm nay mùng 3 tháng 9 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn pháo hoa chào mừng kỷ niệm Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 với nhiều hoạt động âm nhạc đường phố sôi động khác. Khu vực kinh tế tư nhân với sự bứt phá mạnh mẽ trong những năm gần đây, đáp ứng tốt yêu cầu mở cửa, hội nhập của nền kinh tế đã trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội Phật tử Việt Nam và Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet của Lào tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu và lễ cầu nguyện quốc thái dân an tưởng niệm các anh linh đã hy sinh tại biên cương biển đảo. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, màn biểu diễn pháo hoa chào mừng kỷ niệm Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 đã được tổ chức tại công viên Đầm Sen. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức bắn pháo hoa ở một điểm duy nhất là Đầm Sen. Màn biểu diễn rực rỡ kéo dài 15 phút đã thu hút đông đảo người dân tới chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó thì du khách còn được thưởng thức chương trình ca nhạc múa rộn ràng sắc thu với những tình khúc bất hủ về mùa thu Việt Nam. Những bạn trẻ yêu thích không khí sôi động cũng có thể tham gia các hoạt động âm nhạc đường phố với đa dạng các thể loại và các hoạt động khiêu vũ khác. Tiếp tục bản tin là không khí ngày Tết độc lập của đồng bào Mông và Gia Rai. Quốc khánh hay ngày Tết độc lập là một trong hai cái Tết lớn nhất trong năm đối với đồng bào Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là dịp để mọi người trong các bản ăn mặc thật đẹp để đi chơi. Tết độc lập năm nay ở Mộc Châu thu hút được hàng chục nghìn người là bà con dân tộc Mông trong tỉnh Sơn La, từ các tỉnh miền núi phía Bắc, từ nước bạn Lào và bà con các dân tộc anh em về tham dự. Du khách đến đây được tham gia và tìm hiểu nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ngày Tết độc lập cũng là một ngày lễ lớn của các dân tộc Tây Nguyên. Cứ đến ngày này, bà con ở các buôn làng lại tổ chức các nghi lễ đón mừng, từ thành thị đến các buôn. Trong những ngày này, ở đâu cũng bắt gặp không khí rộn ràng, cờ hoa rực rỡ. Trong ngày vui của đồng bào Tây Nguyên, luôn có âm thanh rộn ràng của tiếng cồng, tiếng chiêng. Sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 9, các em học sinh ở xã Vùng Lũ Nạm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La sẽ tới trường dự lễ khai giảng năm học mới. Cách đây đúng một tháng, vào rạng sáng ngày mùng 3 tháng 8, trận lũ quét lịch sử tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học tại đây. Nhiều điểm trường và lớp học đã bị lũ cuốn trôi. Trường tiểu học Nậm Păm từng là ngôi trường khang trang với gần 20 phòng học thì sau trận lũ quét đã trở thành đống đổ nát. Những ngày qua, tỉnh Sơn La đã khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét, trong đó chú trọng xây dựng phòng học tạm cho các học sinh của trường tiểu học này. Hiện nay, 11 phòng học lắp ghép đã được hoàn thiện. Tại khu vực trường trung học cơ sở Nậm Păm, trong năm học mới này, gần 400 em học sinh tiểu học đã học tập tại đây. Ngoài ra, 6 phòng học bán trú khác cũng được gấp rút xây dựng, giúp cho các em học sinh nghèo yên tâm học tập. Thưa quý vị, nhìn lại những thành tựu kinh tế đất nước thời kỳ đổi mới, có thể thấy không ít những công trình, những dự án có tầm vóc quy mô lớn do chính khu vực kinh tế tư nhân đóng góp. Đây là thành phần kinh tế có sức bứt phá rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, đáp ứng tốt yêu cầu mở cửa, hội nhập của nền kinh tế với sự năng động, sáng tạo và thích nghi nhanh với thực tế khách quan. Chính vì vậy mà Hội nghị Trung ương năm vừa qua đã đặc biệt nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cây cầu có kết cấu phần thép dài nhất Việt Nam và cũng là cầu thép dạng khung đầu tiên nội địa hóa hoàn toàn do một công ty tư nhân tự thiết kế, chế tạo và lắp đặt. Để có thể hợp long cầu vào đúng dịp lễ này, từ cách đây hơn 3 năm, Tập đoàn Thành Long đã phải đầu tư một nhà xưởng phi tiêu chuẩn. Nhiều máy móc trị giá hàng triệu đô la mỗi chiếc cũng đã được lắp đặt. Khó khăn không chỉ là nguồn vốn lớn để đầu tư, mà vấn đề còn là làm sao tiếp quản được công nghệ hiện đại và đào tạo được nguồn nhân lực. Năm 2013 thì Thành Long có ký một cái hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật từ tập đoàn Kawada, là một trong những cái tập đoàn có cái bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm trong cái sản xuất chế tạo kết cấu thép cũng như là xây dựng các cái công trình mà nối các cái cầu cảng cũng như là các cái cầu vượt ra biển. Là doanh nghiệp lớn hàng đầu Nhật Bản, nhà đầu tư này đang hợp tác với hàng chục doanh nghiệp tư nhân lớn trong các lĩnh vực tại Việt Nam với doanh thu lên tới hơn tỷ đô la mỗi năm. Tốc độ phát triển cao, sự năng động, sáng tạo và đặc biệt là khả năng thích nghi rất nhanh với thực tế khách quan là điều mà các nhà đầu tư Nhật Bản ấn tượng khi nói về các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Chúng tôi đã cử nhiều chuyên gia, cố vấn sang hỗ trợ và làm việc với các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam.
và nhận thấy họ rất nhanh trong việc bắt kịp với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam cần nhìn thấy những ưu điểm nổi trội này của doanh nghiệp tư nhân để có giải pháp tạo điều kiện cho khu vực này phát triển hơn. Hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để sản xuất, chế tạo những sản phẩm, dự án lần đầu tiên có ở Việt Nam là cách làm an toàn và hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp tư nhân đang theo đuổi. Tuy nhiên, cũng chính vì đó là những sản phẩm, dự án lần đầu tiên triển khai, nên các doanh nghiệp tư nhân thường rất khó khăn để có thể tham gia, nộp hồ sơ dự thầu do những quy định khắt khe về kinh nghiệm. Trong cái hồ sơ mời thầu thì thường đưa ra cái tiêu chí là phải có đáp ứng đủ năng lực kinh nghiệm, có nghĩa rằng là doanh nghiệp đã từng sản xuất những cái chủng loại tương tự thì mới có đủ năng lực kinh nghiệm để sản xuất các cái chủng loại mà như hồ sơ mời thầu quy định. Nhưng tuy nhiên nếu như mà chúng ta không mạnh dạn để những doanh nghiệp như Thành Long bắt đầu cho vào chế tạo những cái sản phẩm như vậy thì sẽ mãi mãi chúng ta không bao giờ được sản xuất những sản phẩm như thế. Thực tế cho thấy có không ít sản phẩm, hạng mục dự án khi có sự tham gia thầu của các doanh nghiệp tư nhân, giá trúng thầu đã giảm xuống từ 20 đến 30%, thậm chí là hơn một nửa so với việc đấu thầu hạn chế trước đây, với chất lượng không hề thua kém sản phẩm nhập khẩu hoặc do nhà thầu nước ngoài thi công. Do vậy, mở rộng sân chơi đấu thầu cho doanh nghiệp tư nhân tham gia không chỉ tạo sự công bằng, tăng tính cạnh tranh mà còn giúp tiết kiệm đáng kể nguồn vốn cho ngân sách nhà nước. Từ hợp tác xã ra đời đầu tiên vào năm 1948 ở Thái Nguyên, có thể nói đến nay kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là mô hình hợp tác xã, vẫn được xác định là một phương thức căn bản và tất yếu của nông nghiệp. Hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác hay nhóm liên kết được kỳ vọng sẽ tạo ra sức mạnh cho nông hộ trước những diễn biến bất lợi của thị trường. Và thực tế thì cũng đã cho thấy đây là mô hình kinh tế có thể cạnh tranh được khi hợp tác xã thoát khỏi mô hình kiểu cũ. Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Trang trại bò thịt này là kết quả sau 5 năm ông Tư tham gia tổ hợp tác. Một phương thức liên kết giữa 10 hộ cùng nuôi bò đã được đưa ra để có thể tăng nhanh đàn, giảm chi phí và cho thu nhập ổn định 300 triệu đồng một năm một hộ. Các hộ liên kết là thấy rất khác như ngày xưa, là chúng tôi nuôi cá lẻ, đầu ra kém, nhưng bây giờ chúng tôi liên kết với nhau. Rồi đi tìm các cái chỗ bán hàng, ví dụ như dưới Việt Trì hoặc các cái khu vực khác xa đây, thì chúng tôi đầu ra là giờ rất ổn định. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng trong những năm gần đây, tổ hợp tác, nhóm liên kết với sự hỗ trợ vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân đang có sự thay đổi tích cực. Nó cho thấy một cách tiếp cận mới đối với kinh tế tập thể, lấy hiệu quả kinh tế của xã viên làm động lực. Khi mà duyệt cái đề án cho vay vốn ấy, thì cái tổ hợp tác ấy là 30 người, 50 người nhưng cùng sản xuất là đồng loạt một cái loại sản phẩm. Và cái đề án ấy là phải sản xuất theo chuỗi. Đầu vào thế nào, đầu ra ra sao thì lúc ấy bắt đầu phê duyệt. Và bây giờ chúng tôi hiện nay cũng đang nên là xây dựng được hơn 1.000 cái hợp tác xã kiểu mới, thì chính là chọn những cái tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả để dân nên là tự bầu nên ông giám đốc với các thứ. Còn tại Đà Lạt, Lâm Đồng, không khó để có thể bắt gặp những hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả không khác gì một doanh nghiệp. Từ năm 2012, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Anh Đào đã bắt đầu sử dụng nhãn hiệu độc quyền trên các sản phẩm. Do có thể truy xuất được nguồn gốc, nên mỗi năm hợp tác xã này tiêu thụ tới 33.000 tấn rau. Doanh thu năm ngoái đạt 210 tỷ đồng. Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả như Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Anh Đào đang chiếm khoảng 33%. Theo cái mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hiện nay, nó đưa ra một số các cái tiêu chí. Cái thứ nhất là mô hình nó phải phù hợp với sản xuất. Có thể có những mô hình nó đông thành viên, nhưng có những mô hình là ít thành viên đã hiệu quả. Nhưng quan trọng, các cái sản xuất của hợp tác xã này phải áp dụng được tiến bộ kỹ thuật, phải liên kết được với lại các cái doanh nghiệp để mà tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy thì cái hoạt động của hợp tác xã mới có hiệu quả. Trở lại xã Võ Lao, Phú Thọ, rất nhiều tổ hợp tác được vay thêm vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Con số có thể lên đến hơn 2 tỷ đồng mà không cần phải thế chấp. Sự thành công của mô hình kinh tế tập thể đã được nhìn thấy rõ khi các hội viên trả lãi đúng hẹn và 100% trả được gốc sau từ 3 đến 5 năm. Mục tiêu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra đến năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 15.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 50%. Con số này chỉ có ý nghĩa khi mỗi người dân tìm thấy lợi ích và hiệu quả kinh tế do hợp tác xã mang lại.
Thưa quý vị, mùa thu năm 1945, khi cách mạng tháng 8 thành công chưa được bao lâu, thì thực dân Pháp đã quay trở lại, toàn quốc kháng chiến nổ ra. Trong thời khắc vận mệnh dân tộc lâm nguy nhất, có một gia đình doanh nhân Hà Thành đã hiến tặng 90% tài sản cho cách mạng. Nhưng đằng sau câu chuyện đó, ít ai biết về quá trình khởi nghiệp, tạo dựng lại cơ đồ và triết lý kinh doanh bền vững của cụ bà, năm nay đã 104 tuổi, vợ của nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bồ, nữ doanh nhân Hoàng Thị Minh Hồ. Sống hơn một thế kỷ, bà Hoàng Thị Minh Hồ đã chứng kiến những thời khắc nguy nan, nhưng cũng đầy hào hùng của lịch sử dân tộc. Dù đã 104 tuổi, nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn. Bà luôn răn dạy con cháu đức độ và lễ nghĩa trong kinh doanh. Mọi công việc phải cẩn trọng, chi tiết, như vậy mới có được thành công lớn. Được sinh ra trong một cái gia đình là có truyền thống kinh doanh và đã tạo dựng, xây dựng được một cái thương hiệu Trịnh Phúc Lợi nó rất lớn với trong cả nước, trong nước và quốc tế. Cụ căn dặn các con rằng là làm ăn kiếm được thì cũng sẽ cần có một cái phần tiền sẽ chia cho người nghèo. Trong những cái dịp là thí dụ như là thiên tai hạn hán rồi lũ lụt. Trong thời khắc khó khăn ấy, thực dân không ngừng thâu tóm các tổ chức công thương, thu hẹp việc buôn bán của doanh nhân Hà Nội. Bà Hoàng Thị Minh Hồ phải đứng mũi chịu sào thay chồng chèo lái công việc kinh doanh của gia đình trước sự chèn ép của thương nhân Hoa Pháp. Chính lối kinh doanh lấy chữ tín làm trọng của người Hà Nội xưa đã giúp bà mở rộng mối quan hệ làm ăn với thuyền buôn của bảy nước và được giới công thương trong nước rất nể trọng. Bà thuốc bên đi khói kiếm, ai ốm bao thuốc bên, cho thuốc cho liền. Thế mà bên không mà, thế mà bên không kiếm được. Không chỉ giúp đỡ những cá nhân khó khăn, chính niềm tin vào cách mạng thành công đã tiếp thêm sức mạnh để gia đình bà góp công góp của. Hơn 5.000 lượng vàng là tài sản khi đó được gia đình ông bà Hoàng Thị Minh Hồ, Trịnh Văn Bồ đóng góp cho cách mạng. Chiếc bàn tính sơn màu sơn đã theo bà gần như cả cuộc đời để nhắc nhớ về triết lý kinh doanh bền vững mà gia đình luôn quan niệm. Buôn 10 đồng thì giữ lại 7, còn lại đem giúp đỡ cho người nghèo và phúc đức, như thế mới bền lâu. Có lẽ triết lý ấy vẫn còn nguyên giá trị với doanh nhân trong thời buổi hiện nay. Trong phần tiếp theo của bản tin, sau một tuần khai trương, phố Hàng Rong đã nhanh chóng trở thành địa điểm ẩm thực yêu thích của người dân thành phố và là ước mơ có thật của rất nhiều người kinh doanh bằng gánh Hàng Rong. Bộ phim tài liệu Đường Máu, câu chuyện của một người con gái Mỹ gần 50 năm sau chiến tranh luôn đau đáu khát khao tìm đến nơi cha mình đã tử trận trên đường mòn Hồ Chí Minh. Quý vị, cuối tháng 8 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương phố Hàng Rong hợp pháp đầu tiên của cả nước. Đó là phố Hàng Rong nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1. Sau một tuần khai trương, đến nay con phố này đã nhanh chóng trở thành địa điểm ẩm thực yêu thích của người dân thành phố. Phố Hàng Rong dài khoảng 40m với 40 hộ kinh doanh và chỉ hoạt động trong hai khung giờ là 6 đến 9 giờ và 11 đến 14 giờ. Thế nhưng khách hàng kéo tới tấp nập ngay cả khi quán bắt đầu mở cửa. Đa số là dân văn phòng, sinh viên trong khu vực hay khách du lịch, gia đình đưa con đi học về cũng ghé vào. Rất nhiều món chính và món ăn vặt đã được bày bán với giá cả phải chăng. Khai trương phố Hàng Rong này có thể nói người dân phấn khởi một thì người bán hàng rong phải vui đến 10. Bởi từ nay họ đã có nơi buôn bán hợp pháp và quan trọng nhất, phố Hàng Rong đã hiện thực hóa được ước mơ làm ăn buôn bán ổn định của rất nhiều hộ dân. Một mong ước dù là đơn giản nhưng đã từ rất nhiều năm nay vẫn xa vời với những người mưu sinh bằng gánh hàng rong. Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Khánh, ba người phụ nữ, sống nhờ hoàn toàn vào gánh hàng bún, gỏi vịt. Hơn 20 năm bám trụ vỉa hè Chu Mạnh Trinh,
chị Khánh vẫn nhớ rõ những lần bị đẩy đuổi, tịch thu hàng hóa. Nay với việc được chọn và bán ở phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm, chị hy vọng cuộc sống sẽ thay đổi. Cũng không biết sao rồi phường mới giờ vận động mình đó là cứ đi đi, bán đi, ai biết được làm giàu sao. Còn với chị Nguyễn Thị Sang, việc trở thành một trong 40 người được vào bán ở phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm đến nay vẫn như một giấc mơ. Nếu bán được thì mình có tương lai chứ. Đã phường, đã quận đã chiếu cố cho mình rồi thì mình phải làm sao cho đúng nội quy của người ta đưa ra. Nay đây mai đó, cuộc sống bấp bênh, đó là những thuộc tính của người mưu sinh bằng gánh hàng rong. Vì vậy, ổn định tuy là giấc mơ nhưng cũng là cả quá trình để họ làm quen và thích nghi. Chuyện nội quy, chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự và cả chuyện ngày chỉ được bán 3 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, nhìn khách mua hàng nhộn nhịp, người hàng rong vẫn tin con phố này sẽ giúp họ sống tốt hơn. Một số hoạt động nhân tháng Vu Lan Báo Hiếu tại Động Âm Phủ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ngày 3 tháng 9 đã diễn ra lễ hội Vu Lan Báo Hiếu. Đây là địa điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng nằm dưới ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn. Hiếu thảo với ông bà cha mẹ khi không chỉ là triết lý nòng cốt của đạo Phật mà với nhiều hoạt động truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, với nhiều hoạt động phong phú bao gồm cả phần lễ và phần hội, các hoạt động trong chương trình Vu Lan Báo Hiếu đã thể hiện được tính nhân văn có ý nghĩa sâu sắc, giáo dục lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, cảnh tỉnh mỗi người luôn hướng đến điều lành, tránh điều dữ. Đây là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh và sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nhằm thu hút nhiều hơn nữa lượng khách du lịch trong nước và nước ngoài. Tối ngày 2 tháng 9, Hội Phật tử Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet của Lào đã tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu và lễ cầu nguyện quốc thái dân an tưởng niệm các anh linh hy sinh tại biên cương biển đảo. Đây là một hoạt động cộng đồng mang ý nghĩa văn hóa tâm linh của người Việt Nam, thể hiện tình cảm truyền thống của dân tộc uống nước nhớ nguồn của cộng đồng người Việt tại tỉnh Savannakhet. Tham dự buổi lễ có đông đảo bà con kiều bào, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Chùa Bảo Quang, một trong ba ngôi chùa Việt ở tỉnh Savannakhet, Lào. Từ nhiều năm nay, bà con kiều bào và người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại tỉnh đều về đây tham dự lễ Vu Lan Báo Hiếu. Ngoài các nghi thức theo phong tục truyền thống, Hội Phật tử Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet còn tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tưởng niệm chư anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương và đồng bào bị tử nạn do thiên tai lũ lụt ở trong nước. Với tinh thần Việt Nam mình uống nước nhớ nguồn thì chúng tôi luôn luôn nhớ đến những công ơn của các chiến sĩ, những liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ quê hương mình và các hải đảo ở ngoài để cho đất nước mình được bình yên. Bà con mình giàu có sống xa tổ quốc nhưng mà vẫn hướng về biển đảo quê hương. Tôi nghĩ là hồi hướng như thế này là rất là chính xác, rất là thiết thực, rất là cần thiết. Một phần nữa để cho con em chúng ta hướng về tổ quốc, biết là cha ông chúng ta đi trước đã hy sinh như thế nào. Cũng như các năm trước, Hội Phật tử Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet đã kính thỉnh cầu chư tôn Đức Hòa Thượng từ trong nước sang chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ năm nay, Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã giảng giải cho bà con về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan trong đạo Phật, về đạo hiếu của người làm con đối với đấng sinh thành, đồng thời kêu gọi bà con đoàn kết hướng về quê hương, đất nước, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Tối hôm nay thì chúng tôi được thực hiện cái chương trình tại chùa Bảo Quang, Savannakhet, Lào và được bà con đón nhận rất là vui vẻ, đông đảo và tạo mọi sự đoàn kết luôn luôn là hướng về là Việt Nam để chúng ta là giữ cái chủ quyền của đất nước Việt Nam, luôn luôn là đồng bào để hướng về quê hương. Theo kế hoạch, trước khi kết thúc chuyến hoằng pháp tại Lào và Thái Lan, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình còn tới tỉnh Champasak ở Nam Lào, chủ trì lễ Vu Lan và lễ cầu nguyện quốc thái dân an. Quý vị, chiến tranh đã lùi xa 40 năm, nhưng những vết thương do chiến tranh để lại thì vẫn hằn in trên những vùng đất mà nó đã đi qua, vẫn khiến cho không biết bao nhiêu người day dứt và khắc khoải.
Xoay quanh chủ đề chiến tranh với sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, bộ phim tài liệu Broadrath, tạm dịch là Đường Máu của đạo diễn Nicholas Rang được ra mắt vào cuối tháng 8 vừa qua tại Hà Nội, đã kể lại câu chuyện của người con gái Mỹ gần 50 năm luôn đau đáu khát khao tìm đến nơi cha mình đã tử trận trên con đường mòn Hồ Chí Minh. Vận động viên xe đạp người Mỹ Rebecca Rush và người bạn đồng hành người Việt Nam Huyền Nguyễn đang trải qua hành trình đạp xe gian khổ trong vòng một tháng với gần 2.000 km dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua các khu rừng rậm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia chỉ với một lý do duy nhất. Chị ấy đến Việt Nam, chị muốn hành trình đạp xe trên con đường mòn Hồ Chí Minh để tìm nơi mà chôn cha chị ấy cách đây 40 năm. Chị chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là một người con gái không có tuổi thơ, không có cha, và chị muốn tìm lại hình ảnh người cha của mình. Kế hoạch ban đầu của nhà sản xuất chỉ là thực hiện một bộ phim tài liệu thể thao trải nghiệm đơn thuần, nhưng sau khi cùng Rebecca trải nghiệm hành trình đi tìm cha, đạo diễn phim đã thay đổi cách thể hiện. Broadrath chứa đựng nhiều hơn những cảm xúc, ký ức về chiến tranh và tuổi thơ của các thế hệ lớn lên trong chiến tranh tại hai đất nước. Ban đầu tôi chỉ định đi tìm nơi máy bay của cha tôi bị bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng thực sự những gì tôi tìm hiểu được về con đường này không chỉ dừng lại ở đó. Tôi đã biết thêm về một đất nước, một nền văn hóa mà tôi chưa từng một lần được nghe kể. Mỗi hình ảnh trong phim đều là sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp và những dấu vết tàn khốc hằn sâu của chiến tranh. Cùng với âm nhạc tinh tế, bộ phim Broadrath đã cuốn người xem theo những cung bậc cảm xúc, những nỗi niềm của nhân vật trong phim. Thực sự là chiến tranh đã qua đi rồi nhưng mà có quá nhiều mất mát, có quá nhiều những cái vết thương chiến tranh nó vẫn đang xảy ra vào hiện tại. Không chỉ là câu chuyện xúc động về tình cha con của một cựu binh Mỹ đã nằm lại trên con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại xuyên suốt bộ phim còn gửi tới người xem một thông điệp khác về khắc phục hậu quả còn kéo dài dai dẳng sau chiến tranh. Thật không dễ dàng để có thể đi trên con đường mòn và chứng kiến những thứ còn sót lại, những hố bom và cả những vật liệu chưa nổ. Tôi cũng nhận ra rằng chúng ta không thể thay đổi lịch sử đáng buồn đó, nhưng chúng ta có cơ hội để thay đổi tương lai tươi đẹp phía trước. Rất là mong muốn là cái bộ phim này cũng hướng được tới không chỉ là người dân Mỹ, mà đặc biệt là những người trong cái hệ thống lập pháp của Hoa Kỳ, để làm thế nào mà họ duy trì được cái sự cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam, Lào, Campuchia trong cái việc giúp đỡ các nước này giải quyết vấn đề bom mìn vật nổ trong hiện tại và tương lai. Broadrath không đơn thuần là cuộc trắc nghiệm về thể lực, ý chí, mà còn là quá trình khám phá cảm xúc, suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, của yêu thương, hòa giải. Câu chuyện của nhân vật Rebecca trong phim chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện hậu chiến tranh như vậy xuyên suốt 40 năm qua. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự trưa ngày 3 tháng 9 của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.